Attack! Mùi ẩm mốc vẫn chưa đủ sạch. Vì mẹ phơi khi không có nắng, con được học ở trường vi khuẩn là nguyên nhân gây mùi ẩm mốc. Chỉ giặt sạch thôi đã đủ chưa? Giải pháp cho cả nhà. Attack khử mùi mới, sức mạnh 10 bàn tay giặt trắng sạch đến ngạc nhiên. Công nghệ khử mùi Nhật Bản khử đến 99,9% vi khuẩn gây mùi ẩm mốc. Wow. Wow. Bye bye mùi hôi. Arigato. Chỉ giặt sạch thôi chưa đủ, phải sạch khuẩn. Attack bột giặt số 1 Nhật Bản.